Rồ ảnh Khoa Pung hôn mê sau thời gian ở ẩn vì bị Johnny Depp đe dọa, cộng đồng mạng ớn lạnh khi biết lý do. Trong thời gian vừa qua, lùm xùm nghỉ chơi giữa Khoa Pung và Johnny Depp đã gây chấn động mạng xã hội. Cụ thể, Khoa Pung tố bị ông vua Kim Hồn lừa 34,5 tỷ đồng, thậm chí là bị đe dọa tính mạng phải chạy trốn. Nam YouTuber nổi tiếng khẳng định, nếu có bạn nào nói mình bỏ ra 35 tỷ để diễn gây chú ý, thì bạn nào mua kênh YouTube mình 4 triệu sub của mình với giá 30 tỷ thì mình xin bán và rút lui. Mình không cần cái cách gây chú ý này đâu. Cái mình cần bây giờ là bảo toàn tính mạng và sống yên ổn. Chia sẻ này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Khoa Pung vì anh ấy đang một thân một mình ở Mỹ. Tuy đã tuyên bố sẽ ngừng làm YouTube vào cuối tháng 5, mới đây Khoa Pung bất ngờ tái xuất khi tuyên bố mình sắp trở thành con người mới, khi thông báo sẽ quyết định bỏ ra 2 tỷ đồng kéo chân từ 1m65 lên 1m8 và đăng tải lại quá trình đến bác sĩ ở Mỹ thăm khám. Ngày 23 tháng 6, Khoa Pung bất ngờ chia sẻ vlog với tiêu đề Khoa Pung hôn mê khi kéo chân ở Mỹ, cận cảnh y học đắt đỏ nhất thế giới với hơn 100 triệu một đêm. Theo đó, Khoa Pung đã sử dụng phương pháp ở một bệnh viện tư nhân nổi tiếng đắt đỏ với chi phí ngủ một đêm có giá 4.500 USD một đêm, gần 105 triệu đồng. Cũng chính vì không có người chăm sóc, anh cũng phải thuê 4 năm y tá hỗ trợ, nâng tổng chi phí lên. Trong clip, Khoa Pung xác nhận anh đang thực hiện phẫu thuật kéo chân xong 1 giờ 30 phút. Đáng nói, anh chàng cũng trực tiếp công khai hình ảnh của mình khi vẫn còn hôn mê. Trước đó, Khoa Pung đã tiết lộ quá trình kéo chân vô cùng phức tạp, cần thời gian bình phục nhất. Nam YouTuber giàu có này cũng tuyên bố mình mạo hiểm tính mạng để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Clip này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người trầm trồ trước quyết định táo bạo và tốn kém này của Khoa Pung. Trong khi nhiều người hâm mộ gửi lời chúc bình phục đến Khoa Pung thì không ít cư dân mạng tranh cãi với quyết định này và lo sợ nam YouTuber gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đập gãy hai cái chân rồi kéo ống xương thấy ớn, thôi em thả lùn chứ không dám làm phẫu thuật này, anh Khoa thật dũng cảm. Thật luôn à trời, ớn quá đi, lên thông báo như thế này có nghĩa là an toàn rồi.